Giải cứu đảng. Giải cứu đảng là cách đảng móc túi toàn dân Việt. Một, giải cứu dư hấu, đảng phá tiêu, bắp, trồng dưa hấu, bán cho tàu cộng. Ế, cần dân giải cứu. Hai, giải cứu thịt heo, đảng lệnh nuôi heo, tàu cộng không mua, ế, cần dân mua dùm đảng. 3. Giải cứu cá sấu, đảng ra lệnh nuôi cá sấu, kiếm lời, ế ẩm, cần dân mua dùm đảng. 4. Giải cứu hưu trí, đảng không trả lương đảng viên hưu trí, cần dân trả dùm cho đảng. 5. Như thế dưa hấu, thịt heo, cá sấu, đảng viên đều là thú vật phục vụ đảng. 6. Giải cứu đường xá, dân có bổn phận đóng góp và làm đường, đảng có công lớn lãnh đạo. 7. Giải cứu lề đường, nơi dân nghèo buôn bán, buôn thúng bán bưng, giải cứu cho thuê có tiền nuôi đảng. 8. Giải cứu xóa đói giảm nghèo, thế giới giúp đỡ đảng âm thầm lấy hết, lấy tên hết rồi kêu gọi lá rách giúp lá lành, rú tả tơi. 9. Giải cứu giáo viên, đảng lấy tiền học phí cắt cổ, cần có dân trả lương giáo viên dùm đảng. 10. Như vậy đường, xá, lề đường, người nghèo và giáo viên đều như nhau. 11. Giải cứu nợ nần, đảng nợ, mỗi người dân trả dùm đảng 1.500 đô la. 12. Giải cứu luật pháp, luật pháp đảng rừng rú lừa đảo dân, đảng tự hào dân chủ ngàn lần. 13. Giải cứu lãnh đạo, lãnh đạo bất an cần người bảo vệ, sợ dân đánh đập và đồng đội hại nhau. 14. Giải cứu học đường, phụ huynh học sinh phải mua bảo hiểm sức khỏe, không miễn trừ một ai. 15. Như thế đảng không làm chỉ hướng, như thế đảng không làm chỉ hướng, vậy là đảng ăn bám dân, đảng là kẻ thù của dân. Đọc Tín ngày 5 tháng 5 2015.